Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình Trong video ngày hôm nay mình sẽ đầu tư thêm đồng BNB các bạn, đồng Binance Coin Tại vì nó thị trường nó đang giảm rất là tốt cho để mình mua thêm coin này Đồng Binance Coin hôm nay giảm là 4.28% Đấy, mình tại vì mình có rất là nhiều dự án farming trên trên Binance Smart Chain nên cái đồng Binance Coin rất là quan trọng. Mà mấy hôm trước mình phải mua một số coin À một số coin mới ví dụ như là Harmony hay là VeChain ấy. Mình dùng cái Binance coin thì mình mua Nên hôm nay mình sẽ mua để mình trả lại cái đồng này Rồi thì để đầu tiên bắt đầu mình sẽ điểm qua thị trường một tí hôm nay nhé Để vào coin 360 đi Ờ, nó đang bị lỗi Ok thôi thì mình uh, Mình dùng uh, Cái coin market cap vậy Bitcoin giảm nhẹ một tí các bạn 4% này Ethereum thì giảm cũng tí 2.77% Cardano thì giảm mạnh hơn tí 7.8% Binance coin thì chỉ giảm có 4.4% thôi Hôm nay mình mua một tí Chắc đầu tư khoảng uh, 160 đô đi nếu mai nó giảm xuống tiếp thì mình sẽ mua thêm. Để cái đồng Binance Coin là mình sẽ đầu tư mạnh. Tại vì rất là rất là nhiều dự án farm mình. Và cái, cái Binance Coin này nó sẽ là chi phí. Mình giao dịch đều phải dùng cái cái Binance Coin này. Nên nó nó rất là quan trọng. Nên lý do vì sao là là Binance Coin là cái cái coin mình sẽ giữ nhiều nhất trong cái portfolio của mình. Thì bây giờ mình xem portfolio của mình là nó hơi giảm xuống tí này ADA nó đã tăng lên thì bị giá nó tăng lên Đấy. nên mình đầu tư thêm mà đang khôi hôm nay để xem giá Bitcoin thì như thế nào đây là cái bản đồ Bitcoin các bạn nhé bốn uh, cái biểu đồ 4 giờ thì nó đã đi lên mấy ngày hôm nay một hai ba ngày hôm nay các bạn đi lên theo cái cái channel này Đấy. Và nó mình nghĩ là trong trong tuần này này nó sẽ lên được mức 54.000. Và trong tuần sau nó sẽ vượt qua cái mức 58.000. Đấy, thì mình tốn khoảng ba tuần các bạn Để mà hồi phục lại đỉnh cũ đấy là dự đoán của mình thôi các bạn Mình không biết là có đúng không Nhưng mà mình mình thấy là Nó đang đi rất là đúng hướng như vậy Còn đồng bay non coin vì sao mình đầu tư Binance Coin mạnh là mình nói lý do đầu tiên là uh, cái đồng này nó nó đang đang rất là mạnh Ethereum rất là nhiều cái uh, cái dự án bên ETH chuyển qua bên uh, cái Binance Smart Chain các bạn nhé rất là nhiều dự án Tại vì ETH nó bị thắt nghẽn và Ethereum ấy Đó rồi bây giờ mình quay lại Ethereum này đây là cái uh, cái mạng lưới Ethereum. Bây giờ nó vẫn khoảng 40 tỷ đô. Nó không có tăng nhiều các bạn, nó vẫn có ở trong cái mức này thôi. Đấy. Nay bên bên Binance Smart Chain thì nó khoảng 10 tỷ đô. Đấy, nhưng mà tiềm năng là nó sẽ khi mà Bitcoin nó hồi phục và vượt qua cái đỉnh cũ ấy thì mình nghĩ là rất là nhiều người người ta sẽ đầu tư thêm vào cái hệ sinh thái của Binance Smart Chain Đâu rồi, quay lại đây Này Đấy. Binance Smart Chain nó sẽ, mình nghĩ nó sẽ lên gấp đôi cây số này Là Là khoảng 20 tỷ đô các bạn Đấy Nên cái cái đồng Binance nó cực kỳ quan trọng Tại vì hầu hết Nếu để giao dịch trên Binance Smart Chain các bạn phải dùng cái đồng BNB để trả phí Đấy. Và ngay cả mình mua coin mới thì mình sẽ dùng sàn Binance để mình mua. Đấy, và ví dụ như mình vào vào ví này này. Đấy, ví dụ mình bấm vào nạp tiền nhé. Mình chuyển qua tiếng Việt đi. Này. Nạp tiền này. tiền uh, mã hóa đi đấy đấy thì ở trong cái phần nạp tiền này, này nó chỉ cho trường này coi thôi các bạn bitcoin ethereum usdt binance coin đấy nên mình khi mà mình giữ tiền ở trong cái sàn venus này cái nhà băng venus này mình muốn mua coin mới mình phải chuyển cái đồng bnb qua sàn binance đấy mình phải chuyển qua nên cái đồng Binance nó cực kỳ quan trọng Và nó sẽ cho mình chi phí thấp nữa khi mình sử dụng đồng này Đấy, Nên cái đồng Binance nó cực kỳ quan trọng Trong tất cả cái giao dịch Đấy là cái điều tiềm năng Vì sao mình thấy nó giá nó xuống là mình phải mua thêm các bạn Đấy. Thì đây là cái video 4 giờ đồng hồ này Nó đang ở mức này nó đang ở trên cái đường trên cái đường vàng vượt qua đường vàng là cái đường vàng này là cái đường trung bình bốn mươi, mình nghĩ là nó sẽ khó mà xuống nữa, nó được cái đường này nó hỗ trợ rất là tốt, đấy. thì khi mà đây là cái hình tâm giác này, nó vượt qua đường tâm giác này, thì nếu mà bạn vẽ một cái đoạn nối từ này đến đây, này, thì bạn sẽ được một đường này, xong bạn cầm cái này mình chạy qua đây, cái độ cái điểm mới này, đấy. thì nó rơi vào khoảng là bao nhiêu đây? khoảng 400 các bạn mình nghĩ là khi mà Bitcoin hồi phục, đồng Binance Coin nó sẽ lên được đến tầm 400. Đấy là 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 cái dự đoán của mình, không biết có đúng không nhưng mà mình nghĩ là thế, nó có thể lên được tầm đấy. Là gấp gần gấp đôi cái 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 cái, cái bây giờ. Cái giá bây giờ. Đó. Nên uh, vì sao mà cái đồng này nó xuống là mình rất là thích. Mình có cơ hội mua thêm với giá rẻ hơn. Thì bây giờ mình sẽ vào sàn Venus để mình rút tiền ra mình mua này Mình mua 160 đô thôi. Thì có hai cái rút mình đã đã làm video giới thiệu về sàn này rồi. Mình có thể miên cái đồng vai. Mình 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 còn được minh thêm là 360 vai nữa này Đấy. Xong mình vào cái đồng này là đồng cố định các bạn nhé, đồng vai này nè. Xong rồi vào sàn uh, ban, Bank Swap để mình mua đồng BNB. Bank Swap. guys cái swap đây rất là đơn giản và rất là nhanh Đấy, thì mình sẽ rút tiền ra nè thì đầu tiên mình thử cách đầu tiên là mình rút bớt cái đồng BNB thôi đơn giản market à nhầm uh, đây BNB của mình mình vẫn có khoảng 364 đô đồng BNB mình rút khoảng 160 đó bấm vào đây click trục trái xong rồi withdraw 160 ok withdraw này 0.01 đô tiền phí à, 0.01 uh, BNB có vẻ hơi đắt để mình xem thử 0.01 nhân với giá BNB là 235 2.5 đô hơi đắt hơi kỳ cục nha để xem thử lại lựa lại nha withdraw để mình xong nhịp giá đồng vai bây giờ là bao nhiêu tại vì đồng vai nó đang xuống giá này mình không lấy muốn đổi đồng vai ra mà mà cái cáp này vai à, 0.09 thì nó cũng ok cũng không không xuống nhiều ok thì mình sẽ rút đồng vai ra mình vào đây mình reset cái này đi đi quay lại đây mình vào phần min này mình min thêm đồng vai 160 đồng đi 160 đô đi vai thêm 160 đô min vai ồ giá nó cũng uh, chi phí nó cũng như thế 0.1 1 0.1 Thôi confirm đi Chờ luôn đi Và để mình nói thêm về cái sàn này các bạn Rất là cẩn thận khi dùng cái sàn này nhé Là nếu cái số tiền bạn vay này Nó lên vượt quá số 100%, 100 này này Là các bạn sẽ mất cái tiền đặt cọc này nhé Đấy, nên cực kỳ cẩn thận là không được vay uh, quá nhiều. Ồ, này nó tăng lên này, mình vay thêm nó tăng lên này, gần 75% này. Đấy, nên rất là nguy hiểm. Cái này là bắt đầu thấy nguy hiểm rồi này. Đấy. thì mình sẽ... Mình mua xong mình đặt cọc lại thì cái này nó sẽ giảm xuống. Thì nói chung là để bây giờ mình mua nè. Bây giờ vào trade nè, exchange nè bây giờ chọn đồng vai này đây vai và mình sẽ chọn bnb 160 đô nhé maximum thì mình sẽ được 0.1 bnb Swap. nó nó hơi đắt các bạn đồng vai hơi xuống giá này 259 hơi nhầm chấp nhận thôi Swap. Confirm Confirm Rồi đóng lại Thì cái số BNB mình nó sẽ tăng lên Đấy, Thì mình sẽ đọc cọc thêm BNB vào trong cái sàn này Để mình giảm cái tỷ lệ Cái tỷ lệ vay xuống Đó, rồi, rồi quay lại sàn binance cái tỷ lệ này là rất nguy hiểm các bạn nhé, nó chỉ cần giá những cái đồng của mình nó chỉ cần xuống thôi, xuống một tí ấy, là nó vượt cái này qua 100% là mình mất cái cái tiền là cộng này này, nên cực kỳ uh, nguy hiểm, không nên vượt quá, mình nghĩ tốt tốt nhất là không nên vượt quá 30%, Đấy. nhưng mà vì mình dự trữ cái đồng BUS US này, này, thì cái đồng này nó ổn định nên cũng đỡ lo thì những cái đồng này nó xuống giá thì cái đồng này nó không 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 vất giá mà. Đấy, thì bây giờ mình đặt cọc thêm đồng BNB vào đây. Bây giờ mình supply này. Supply bao nhiêu nhỉ? Mình có 0.9 thì mình sẽ đặt cọc vào đây 0. 8 đi. Giữ lại một đồng để làm chi phí. Đấy. Supply. À giữ lại 0.1 để làm chi phí. Confirm. Đợi tiếp khoảng 30 giây các bạn. Đây, này, mình, các bạn thấy Bitcoin nó, nó đi nó đi lên này theo cái đường channel rất là tốt này. Đấy, mình nghĩ là trong tuần này, hôm nay mới là thứ năm thôi. Ở ờ, thứ năm. Tâm tuần này sẽ lên được đến đây. Đấy. Và khi Bitcoin nó vượt qua cái đỉnh mới này mình nghĩ là bây giờ là một tuần này, hai tuần này. Đấy, khoảng cái tầm cái tuần này này là nó sẽ hồi phục. Tầm cuối tháng 3. Thì lúc đấy thì nó bơm mất nó mạnh các bạn. Nên mình phải chuẩn bị đầu tư bây giờ. Rất là tốt, cơ hội tốt đầu tư bây giờ. Để khi mà nó bơm lên mạnh á, mình nghĩ là nó lên mạnh thì mình sẽ bán bước đi. Ừm bây giờ bây giờ quay lại sản Windows để kết thúc đi Đấy, các bạn thấy nó tăng cái tiền đầu cộng mình lên không và nó giảm cái phần trăm này xuống này Đấy, 65 phần các bạn dùng cái sàn này cực kỳ cẩn thận nhé nó mà giá mấy cái đồng này nó giảm xuống nữa ấy, là mình mất mất cả vốn này này cái tiền mà mình đặt cọc vào đây này Đấy, nó cực kỳ đây là những cái tài sản mình đặt cọc vào thì nó cho mình vay 60 phần trăm À, nhưng mà phải, phải rất là nguy hiểm phải hiểu cái 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 cái, cái cách nó hoạt động để mình không vượt quá cái 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 đấy cái phần trăm mà nó cho phép rồi bây giờ nó đang trong này ví mình là có 1.5 đồng BNB này đấy. đấy thì uh, mình nghĩ là cái đồng pin mình sẽ mua thêm sau khi những cái dự án pha mình mà nó kiếm tiền ấy đây là những dự án pha mình của mình đây. Hiện giờ mình chỉ còn có 4 dự án thôi. Đấy. Thì cái dự án farm liền gốc phần này này. Khi mà giá nó lên lại mình sẽ bán đi. Rút tiền này ra. Trả lại cái tiền uh, tiền vay này. Đấy. Cái đợt mà tăng trưởng tiếp theo ấy. Mình sẽ cố gắng trả hết cái nợ này. Đâu rồi. Cái Cái nợ 500 đô này. Để khi mà nó giá nó lại điều chỉnh ấy, thì mình lại vay tiếp mình đầu tư tiếp. nên mình không cần uh, cho thêm vốn vào các bạn nhé. Rất là đơn giản. Đấy, vốn ban, ban đầu của mình nó sẽ sẽ cố định như thế và cái tài sản mình nó sẽ tăng dần lên thôi. Rồi, bây giờ Đấy, đấy là cái 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 đồng này là mình sẽ đầu tư sẽ mạnh nhỉ. Mạnh ngang ngửa với đồng uh, uh, Cardano channel mình sẽ đợi tôi cũng mạnh rồi ok thì uh, video để mình check lại đây ok sau so, video của mình ở đây này là kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì cho mình xin một like để mình có thêm động lực làm thêm nhiều video hay nữa cảm ơn các bạn.